Mến chào tất cả các cô chú anh chị và các bạn gần xa đang theo dõi kênh YouTube Bonsai Lệ Nguyên của chúng em nha. Xin chào anh Lợi. Xin mến chào bà con trên mọi miền tổ quốc đã quay trở lại với kênh Bonsai Lệ Nguyên. Hôm nay thì em giới thiệu bà con mình một số tác phẩm nha. Thì gồm có đồ gỗ, đồ đồng và đồ gốm và đồ phong thủy để giao lưu cho bà con của mình trên mọi miền tổ quốc. Và em cũng chân thành cảm ơn bà con đã ủng hộ em những cái clip vừa rồi nha. Đầu tiên cho em xin giới thiệu cho bà con của mình, đây là mã số 0 nha bà con. Đây là một cái bộ kinh thư và đại từ đệ tử đó nha. Đó, bà con mình xem rất là đẹp luôn nha. Đó, ở trên đây là ba chữ Phúc Lộc Thọ. Đó, được tô son vẽ vàng và đặc biệt á, cái bộ này là chất liệu gỗ là gỗ lim nha bà con. Đó, gỗ lim nhưng mà liền khối luôn. Đó, nguyên một bức này là nó liền khối luôn nha, không hề gáp chỗ nào luôn á. Cho nên cái hàng gỗ lim này nó rất là ít, rất là hiếm nha bà con, rất là đẹp. Đó, chiều dài tổng thể cái bức này em đo là phủ bì luôn là khoảng 107 nha. 107 là phủ bì. Nó còn cái chiều cao lên như thế này là khoảng là 43. Đây, và chiều dày này là khoảng 2 phân trên 2 phân nha. Hàng thì làm tích và liền lạc chất liệu gỗ nha bà con. Đó, người ta chạm được đây là nguyên một cái con chim phượng qua luôn á. Nó ba chữ này được tô son thiết vàng nha, Phúc Lộc Thọ. Nó cái này thì em cũng đã chỉnh sửa lại xin là rồi hết nha. Cái này cũng theo thời gian nha bà con. Đây, bà con mình xem mặt phía sau lưng gỗ đây nha. Đó. Rất là đẹp, rất là dày dặn và nặng nha bà con. Đó. Và hai câu đối bên dưới nha. Hai câu đối này là bầu bí nha bà con, rất là đẹp, cũng là gỗ lim luôn nha, liền nguyên một khối người ta được tạc ra thành. Đó. Chiều dài tổng thể luôn á là em đo là 88 nha. Còn cái chiều rộng phủ bì lớn nhất luôn á là khoảng 24. Đó, bà con mình xem giùm em, gỗ rất là chắc chắn nha, gỗ lim thì bà con mình cũng biết rồi, rất là hiếm. Đây, mặt phía sau lưng đây nha. Đó, người ta làm tặc kiểu là hình cái bầu cái bí á. Hai câu đối này là tổ tông công đức thiên niên thịnh nha, tử hiếu tôn thiền dạng đại vinh. Đó, bà con mình xem qua hàng chuẩn làm tích liền đạt gỗ lim. Bà con mình cứ về kiểm tra hàng nha, đúng hàng đúng chất lượng sản phẩm thì bà con mình nhận giùm em. Cái bộ này em giao lưu với bà con mình giá là 6.500.000 đồng nha, 6.500.000. Em bao ship toàn quốc cho bà con của mình luôn nha. Hàng này là chuẩn hàng xưa nha bà con. Và nhiều khi nó hàng xưa nhưng khi nó bị chút xíu chút đỉnh thì bà con mình cũng am hiểu biết rồi nha. Đó. Đến với mã số 1 L này đó là một cái đĩa chanh. Cái đĩa chanh rất là lớn luôn nha bà con. Bát mã 8 con ngựa nha. Thôi bà con mình xem 8 con ngựa. Hàng này là hàng tàu vẽ tay nha bà con. Đây là mã đáo thành công. Đó, tượng trưng là cho là mình làm ăn phát tài, phát triển, phát đạt đó nha. Đó. Đây. Chiều cái đường kính cái đĩa này rất là lớn nha bà con. Cái đường kính đĩa này nó tới là khoảng 98. Nó đường kính đĩa 98. Hàng thì làm tích và liền lạc nha. Chân là cái giá đỡ là bằng gỗ nha bà con. Đó, mình có thể làm mà mình tặng cho những người thân bạn bè của mình cũng rất là ý nghĩa, rất là hay. Đó, mặt tăng gia bà con mình tặng rất là hay nha. 8 con ngựa mã đáo thành công, nó rất là đẹp. Đó, mặt phía sau lưng cho bà con mình xem. Đây. Dày dặn lắm nha bà con. Đó. Rất là dày. Cái này rất là dày nha. Cũng rất là nặng luôn mặt sau lưng đây. Làm tích và liền lạc nha, không hề nứt mẻ tóc gió chỗ nào luôn. Đĩa này cũng rất là nặng nên ship đi xa với ship rất là cao nha. Thì hàng này em sẽ đóng cái thùng cho bà con của mình đóng kiện luôn đó nha. Cái đĩa này thì em giao lưu với bà con của mình giá là 11 triệu nha. 11 triệu đồng bao ship toàn quốc cho bà con của mình luôn. Đó. Hàng thì bao bà con mình làm tích và liền lạc toàn bộ nha. Mã tiếp theo là số 2L là một bức tranh tích tứ quý 4 mùa xuân hạ thu đông. Đó, bà con mình xem bức tranh này rất là đẹp. Đẹp là từ cái màu ốc, từ cái người thợ người ta khảm vào nhìn rất là hồn nha bà con. Còn phía trên là bát tiên nha bà con. Ở trên là 8 vị tiên đó nha, bát tiên. Ốc thì bà con mình khỏi chê vào đâu rồi nha. Ốc là màu đỏ lóng lánh rất là đẹp luôn á, bà con mình xem. Đó, ốc này là ốc Singapore nha bà con. Đó, gỗ là gỗ gõ nha, gỗ gõ nguyên cái giữa là liền nguyên khối. Ở bên dưới là tích chim hoa. Đó, bà con mình xem, từ những con chim tới những cành hoa làm người ta làm rất là đẹp. Chiều cao cái bức tranh này em đo là nó 117 nha. Cái bức này cao 117. Chiều rộng ngang là 30. Thì em có 4 bức nha. Đó. Chiều dày mỗi khung tranh nó là khoảng 2 phân 7 thôi nha. 2 phân rưỡi trở lên. Đó, gỗ giữa liền khối gỗ gõ nha bà con. Đó, bà con xem chim hoa rất là đẹp nha. Đó, bà con mình cứ về kiểm tra hàng. Em bao bà con mình hàng ốc sẽ nó tốt nha. Ốc rất là đẹp. Bộ này thì em sẽ bao ship bà con mình toàn quốc luôn nha. Có giá là 11.500.000 đồng. Đó, em bao ship toàn quốc cho bà con của mình luôn. Có những mặt hàng nào anh em sưu tầm được giá mềm, giá hữu nghị em sẽ để bà con mình giá hữu nghị nha, bà con mình yên tâm. Có những mặt hàng nào giá cao xí thì em để bà con mình hơi cao nha. Đó, còn bà con của mình nó muốn mà liên hệ qua số điện thoại của anh em sẽ để tốt hơn bà con mình nếu mà sỉ lẻ đó nha. Đó.
bên em là chỉ lẻ cho bà con của mình luôn. Nó rất là dày dặn và cứng cáp nha bà con. Nó 11.500.000 đồng. Rồi mã tiếp theo là số 3 là một cái bộ bàn gồm bộ này thì gồm có 7 món nha bà con. 4 ghế, 2 đôn và một bàn chất liệu là gỗ vỏ đỏ nha. Thì cái bộ này nói chung cũng tuổi đời theo thời gian 5 tháng từ 3-40 năm trở lên chứ không dưới nha bà con. Đó bà con mình xem gì gỗ thì nó rất là chắc chắn. Nó rất là cứng cáp luôn. Tuy theo thời gian nhưng mà không hề bị mà lỗi lầm hay là bị gãy mẻ sức nẻ chỗ nào nha. Hàng bao làm tích. Nó chỉ có là nó hơi dày xước sơ chút đỉnh cái dàn sơ bên ngoài thôi. Đó bà con mình xem rất là đẹp. Mặt đá thì nó hơi chày chày đỉnh thôi nha. Đó bà con mình xem rất là đẹp nha. Ốc thì theo thời gian này nha bà con. Chiều cao của cái bàn này em đo là 55. Chiều rộng của bàn này là 53 nha. Tổng cái chiều dài của bàn là 120. Đó, dìm rất là dày, chân cũng rất là dày luôn. Này dìm là nó dày 1.3 luôn nha. Những cái này là dày từ 2 phân trở lên luôn nha bà con. Những cái dìm như thế này nha. Đó, chân móng rất là đẹp nha. Gỗ gỗ đỏ. Đó, cái này người ta xài sử dụng cho nên nó lên nước rồi. Này, hàng này thì không còn xem. Đó. Còn cái đôn này thì đường kính vuông là khoảng 38 nha. 38 vuông. Còn chiều cao lên nó là 48. Nó bốn chân là bốn chân móng. Người ta chạm đục liền luôn nha bà con. Nó liền khối luôn á. Và ghế nè, ghế thì bà con mình xem kỳ lân vòng cầu. Nó chạm đục rất là tinh vi, hàng đục tay nha, đục khở nha bà con. Nó bà con mình xem giùm em đục khở nha. Nó rất là đẹp. Không chê vào đâu luôn. Với chiều cao của ghế này em đo là 113 là chiều cao nha. Còn cái chiều rộng của chỗ vựa lưng đó là khoảng 68. Còn chiều ngang chỗ hai vịnh tay là 67 nha. Đó. Ghế này rất là rộng nha bà con. Từ vị trí mặt đất lên nó là khoảng 43 nha. Đó, còn vị trí ga như thế này là khoảng chừng là 48. Bên bà con của mình ngồi rất là rộng rãi và thoải mái luôn á. Ga 48 chiều ngang này cũng rất là rộng luôn. Nó dày dặn và cứng cáp rất là nặng nha. Đây bà con mình xem giùm em. Đó, mặt sau lưng đây. Đó. Liệt lạc hết luôn nha bà con. Cái này em chỉ cần lau chùi vào bóng sơ lên thôi nha, là bà con mình có thể về sử dụng chứ không cần làm gì nữa đâu nha. Đó. Còn bà con mình muốn mới bởi thì bà con của mình về sẽ xả ra đánh bê luôn rồi. Đó, đánh mặt đi rồi nha. Lộng rộng 59, rất là rộng. Bộ này em giao lưu với bà con của mình có giá là 36 triệu nha. 36 triệu em bao ship bà con mình là 300 km. Đó, con mình xem rất là đẹp nha. Nếu bà con mình ở gần thì em sẽ giảm chút đỉnh chi phí cho bà con của mình xuống nữa nha. Đó. Còn bà con mình ở xa thì hỗ trợ với ship tiếp anh em cũng ship cho bà con của mình đi là từ Bắc chí Nam luôn. Thì bộ này rất là nặng nha, nó tới 7 món mình nha bà con. Cho nên bà con mình ở xa cũng thông cảm nha. Nó ship đi xa cái vấn đề là phí ship thôi. Và mã tiếp theo là số 4L, đây là một cái khay trà Cẩm Lai. Đó, cái khay này là được khẩm tứ diện nha, ốc Singapore. Đó, tích này là bà con mình xem. Đó. Đây, tích này trên là tích đồng quê đó nha. Đó, bà con mình xem rất là đẹp. Chiều dài của cái khay này á, em đo là nó khoảng là 35 thôi. Còn chiều ngang nó là 20. Chiều cao lên nó là khoảng 12 nha. Đó, rất là đẹp nha. Tích này giống như là bà con xem những cái quỷ quan đó. Đây. Đó, khảm tứ diện hết trơn luôn. Đó, kiểu như là tích tam quốc đó nha. Đó, bà con xem. Gỗ Cẩm Lai là vân gỗ nó tự nhiên nha bà con. Không hề BO nha. Đó, bà con xem không hề BO. Chỉ vặt ni cho nó bóng lên thôi nha. Vặt ni cho nó sáng bóng thôi. Đó, cái khay này em giao lưu bà con mình giá 2.400.000, 2.400.000 đồng nha. Rồi mã tiếp theo là số 5, đây là cũng là một cái khay này thì gây gỗ gõ, nó được chạm tích hoa văn xung quanh nó là bà con của mình về mình xem kỹ mới thấy nha. Đó, tích này là tích bát tiên nha bà con, nó có chạm khắc những con cá chép đó, không xem bát tiên quá hải á. Với chiều cao này em đo là khoảng 12, dài là 35 nha, ngang là 25. Đó, đây là gỗ gõ nha bà con, xem giùm em nha, gỗ gõ, nó rất là đẹp. Cái khay này giá là 1.600.000 đồng, 1.600.000 nha, bao ship bao kiểm tra. Mã số 6 này là em có nguyên một bộ đĩa tranh, tích này là tích bát tiên. Đó, mà con mà xem hàng này là hàng gốm tàu nha, gốm tàu nhưng mà hàng cũng tầm gần thôi chứ không phải hàng cổ hồi xưa nha, hàng cũ thôi. Đó, cái đĩa này đường kính em đo thì nó khoảng là đây tầm 34 thôi. Đó, khoảng 35. Đây 35 đi nha. Còn chiều cao cái ngà như thế này là khoảng 43. Cái này bà con mình về mình trưng bài rất là đẹp nha. Hoành đế là 26. Đó, 8 vị tiên nha bà con. Đây, cái đế thì bằng nhựa thôi. Đó, mặt sau lưng đây bà con mình xem. Đó, hàng lành tích không hề nứt mẻ nha. Hàng này nói chung hàng cũ thôi nha bà con. Đó, 8 vị tiên nha, rất là đẹp.
Bộ này em giao lưu bà con mình giá là 1.900.000 nha, em bao ship toàn quốc cho bà con của mình luôn. Nó bắt tiền của Hải. Mã tiếp theo là số 7L là một cặp bình Thành Hóa nha, cũng là tích bát tiên luôn nha bà con. Thôi bà con mình xem tích bát tiên của Hải luôn nha. Với chiều cao em đo là 55, đường kính miệng là 20, hoành bụng này là 76 nha. Đó bà con mình xem vẽ màu đất nổi luôn, rất là đẹp, Thành Hóa xưa. Đó, gốm Thành Hóa thì bà con mình cũng biết rồi. Đây ở trên có một con vị thần nữa nha. Đó, trồng đế rồi. Nó men gạn nha bà con, hàng thì không phải đứt mẻ tóc gió nha. Cái này là cái men gạn của nó nha bà con. Đó, gốm Thành Hóa. Đôi này giá là 5.400.000 nha. Hàng này thì bà con của mình biết là nó có tiếng từ xưa đến nay. Nên giá thành giá trị thị trường rất là cao nha. Mã số 8 là một cặp bình này là Long Ẵn. Đó, em còn cặp bình Long Ẵn nha. Rất là đẹp, hàng chuẩn lành tích luôn, sông Long Chầu Nguyệt, vẽ gồng rất là đẹp. Đó, chiều cao này em đo là 51, đường kính miệng là 15, còn hoành bụng là khoảng 73 thôi. Nó đôi này thì hôm nay em còn một cặp này, em sale cho bà con của mình luôn nha. Nó vẽ kỹ thuật rất là đẹp đây. Nó đôi này nói chung bà con mình cứ về kiểm tra hàng là không chơi vào đâu luôn. Nó mặt là chôn là chiếc lá nha, chiếc lá hàng gốm Khang Hy á. Một cặp này hôm nay em sale cho bà con của mình luôn nha, có giá là 2.600.000 thôi nha. Em bao ship toàn quốc cho bà con của mình luôn. Đó, 2.600.000 nha. Rồi lỗ tiền ship luôn á. Và đến với mã số 9 là một cặp ché. Đây một cặp ché vẽ rất là đẹp luôn. Nó vẽ là chim phượng nha bà con. Đây. Với chiều cao này em đo là khoảng 48 nha. Đây là ché tàu. Hoành là khoảng 77. Những cái nhâm đen này là cái lỗi lò thôi. Nó gần kẽm như ngày xưa thôi nha. Đó bà con mình xem giùm em. Đó lưu ý mấy chỗ này giùm em nha. Đó hàng xưa nó mới có như thế thôi nha. Nó mấy hàng này là cũng từ 30-40 năm. Đây. Đó, lành tích liền là không hề lỗi lầm chỗ nào hết. Nó men lên già luôn đó nha. Đây. Cặp này em giao lưu bà con mình giá 3.400.000 nha. Một cặp ché này 3.400.000 đồng. Và mã kế tiếp số 10. Số 10 này là một cái liễm nha bà con. Thường cũng gọi là một cái thố á. Miền Nam mình gọi là thố. Đây. Vẽ là chim phượng rất là đẹp. Đó. Chiều cao em đo là khoảng 24, hoành bụng là 65. Hàng không hề lỗi lầm nha. Dạ bà con mình đựng đồ cũng vẫn được luôn, mình trưng đề con rất đẹp. Đây, con chim chôn đế đây. Chim phượng dễ rất là hồn. Đó, hàng tàu cũ nha bà con, không hề lỗi lầm. Giá là 1.500.000 nha, 1.500.000 đồng. Và mã tiếp theo là số 11. Đây em có nguyên một bộ ấm trà và khay trà, chất liệu là bằng những cái thân cây dừa nha. Cái dừa này là người ta lựa chọn, tuyển chọn là những cái dừa là già, rất là già, cổ thụ. Đó, nó mới chắc chắn mà xài được, nó lâu bền luôn á. Mình càng xài lâu nó càng lên nước nha bà con. Chiều dài cái khay em đo 29 nha, còn chiều ngang là khoảng 26 thôi. Ly thì cái chiều cao lên là 6 phân. Đó, ấm thì chiều cao lên là khoảng là gần 20 lần nha. Đó, ngang là 19. Đó, bà con mà xem cái văn gỗ đó nha. Đó, văn gỗ của thân cây dừa. Và bà con mình vệ sinh sạch sẽ là mình vẫn xài được luôn nha. Đó, cái cây này là người ta làm nguyên khối, rất là già, cây nguyên khối người ta làm đó nha. Bộ này em giao lưu bà con mình giá 600.000 thôi nha, 600.000 đồng. Và đến với mã tiếp theo số 12, em có là một cái bình voi, bình voi gốm chu đậu rất là dễ thương luôn. Đó, hàng mini nha, ở trên là một con voi. Chiều cao thì em đo là 10 phân. Cái hoành bụng này là 36. Cái này rất là già nha bà con. Đó, bà con mình xem cái nước men của nó đó nha. Theo thời gian và năm tháng hàng này cũng từ 30-40 năm chứ không dưới nha bà con. Đó, nó rất là già đời đó nha. Cái này giá là giao lưu bà con mình 500.000 đồng thôi nha. Đó. Và đến với mã số 13 là một cái bình voi lớn nha bà con, gốm chu đậu. Cái này là nó muốn quả biến rồi, nó thay đổi màu luôn đó nha. Đó, hai bên quay là hai con rồng. Đó, hai con rồng rất là lực lượng luôn. Cái này rất là to. Tổng chiều cao là 53, chiều ngang là khoảng 47 nha. Còn hoành bụng này là 102. Hàng chuẩn lành tích liền lạc nha, không hề lỗi lầm chỗ nào. Bình này rất là lớn. Bình này nặng, rất là nặng nha bà con. Đó, có mấy chục ký luôn á. Đây, nó quả biến theo thời gian luôn. Cái này giá giao lưu bà con của mình là 2.700.000 nha. 2.700.000 đồng, rất là to và bự. Mã số 14 là một cái bình hút lọc. Đó, gốm chu đậu nha, men gạn. Đây, với chiều cao em đo là 43, đường kính miệng là 12 nha. Hoành cổ này là 31, còn hoành bụng này là 96 nha. Có hàng không hề lỗi lầm chỗ nào hết nha. Nó chỉ có theo thời gian cái men nó thay đổi màu thôi, men gạn thôi nha. Đó, bà con mình cứ về kiểm tra hàng, em bao bà con của mình nha. Nếu mà hàng gần đây hàng mới thì em tặng bà con mình thu. Đó, cái này giá 1.800.000 nha bà con, em bao ship toàn quốc luôn nha. Và đến với mã tiếp theo là số 15. Đây là một chiếc bình con nghê nha. Đó, bà con mình xem rất là đẹp, ngậm luôn, ngậm là, mà đây ngậm trong luôn nha. Đó,
chiều cao này em đo là khoảng 44. Đây, hoành bụng này là 58 nha, lăn ngậm ngọc rất đẹp, gốm chu đậu men đạn. Đây, có một xe mình đang chung ghế đây nha. À, chiếc cấm này rất là độc đáo, này là điều rất nổi hết. Giá là 1.600.000 nha bà con, 1.600.000 đồng. Mã tiếp theo là số 16. Đây là một cái chiếc cho bình nha, bình đồng hồ. Đó, vẽ tích sơn thủy, hàng này cũng là hàng quốc tay luôn. Với chiều cao em đo là khoảng 40 thôi, chiều ngang là 22. Đó, hàng quốc tay hết luôn nha. Đó, tích sơn thủy rất là đẹp. Đây, hàng không hề lỗi lầm chỗ nào nha. Đó, chôn đế là không một xe dùm em. Đó. Cái chiếc bình này giá là 2.100.000 đồng nha bà con, 2.100.000. Và đến với mã tiếp theo, đây số 17 nha. Em có sưu tầm về được một cái bộ này ở ngoài là bằng da, nó dạng như là giống như da cừu vậy đấy, nhưng mà hàng này là hàng niêm phong, em không biết bên trong là gì luôn, nó thư hoặc là kinh, nó chỉ là thế thôi, thư hoặc là kinh nha. Hàng này nó chung chuẩn hàng tàu xưa nha, hàng tàu cũ, nó từ là 30-40 năm trở lên nha bà con. Đó, nếu bà con mình có nhu cầu thì em sẽ lột cho bà con mình xem, nhưng mà lột ra thì không còn giá trị cho cái bộ này nữa nha. Em đo là tổng cái chiều dài này của nó khoảng 75 thôi. Đó, cái chiều ngang là khoảng 10 phân nha bà con. Hoành là 33. Đó. Cái này mình nó niêm phong cho nên này em không có lột ra. Nếu bà con mình có nhu cầu thì liên hệ bên em nha, em sẽ lột cho bà con mình xem luôn. Đó. Em nghĩ bên trong là tranh hoặc là thư xưa của tàu nha, hàng tàu xưa. Cái bộ này giá là 2 triệu nha bà con, 2 triệu đồng em bao ship toàn quốc cho bà con của mình luôn nha. Và đến với mã số 18L này á, là một cặp đôn. Đó, một cặp đôn rất là đẹp, đôn cá nha, mặt đồng tiền. Đó, hàng là cũng là hàng biên hòa cũ thôi, từ 20 năm, 30 năm đổ về đây thôi nha. Với chiều cao này em đo nó khoảng là 79, đường kính mặt này là 41 nha, hàng lành tích không hề lỗi lầm nha. Đây, cái hoành chân đế là 114 nha bà con. Đó, không mình xe giùm em. Đó, không hề lỗi lầm chỗ nào nha. Lành tích và liền lạc toàn bộ hết. Đó. Đây. Đó, hàng biên hòa cũ nha, không hề đứt mẻ tóc gió, nhưng rất là cao và nặng. Mà con mình về cái đồ rất là chắc chắn và yên tâm luôn. Một cặp này có giá là 8 triệu nha, em bao ship toàn quốc cho bà con của mình luôn nha, 8 triệu đồng. Mã số 19 là một cái tam sơn chất liệu gỗ gõ nha. Nó tam sơn 3 cấp, 1 2 3 nha. Chiều dài tổng này em đo là 60, chiều ngang là khoảng 17 thôi, còn cao lên nó là tầm khoảng là 21. Đó, gỗ này rất là dày dặn và cứng cáp luôn, bà con mình cứ về kiểm tra hàng, nếu mà thấy hàng mỏng quá hoặc là yếu quá thì bà con mình cứ hoàn về cho em luôn đó nha. Đây, bà con mình xem dùm em. Đó, gỗ gõ đó được là vật ni bóng bẫy rồi. Về bà con mình có ba ông tâm đa húng lục thọ, đó, mình kê lên, hoặc là mình có bộ lư kê lên rất đẹp. Cái này em giao lưu bà con mình giá 2.200.000 nha, em bao ship tặng nhà cho bà con của mình luôn. Và cuối clip bonsai Lan Nguyên cũng xin chân thành cảm ơn bà con của mình đã xem kênh và ủng hộ kênh, và cũng rất mong bà con mình ủng hộ em trong clip này. Xin mến chào, hẹn gặp lại. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại với bà con của mình vào những clip mới nhất tiếp theo của kênh chúng em nha. Rất mong được ủng hộ quý bà con trong clip này nha.